Mời các bạn đến với nhà thi đấu Huyền Thoại Phượng để xem giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ mạnh của thành phố Hà Nội năm 2020 giữa đội Ba Vì và đội Sala. Bên trái các bạn là đội Ba Vì áo đen, bên phải là đội Sala mặc áo vàng. Đổi sân, Ba Vì sang bên phải, Sala sang bên trái. Đội Ba Vì rất nhiều cầu thủ rất là xinh. Một cây chuyền rất xinh. Đó bắt đầu. Điểm cho Ba Vì 1-0. Hai bóng. Hất bóng lại cho Ba Vì. Tuyển số 4 của Ba Vì vừa phát bóng rất mạnh. Một đều. Điểm cho Sala. Điểm cho Sala 2-1. Bóng không qua lưới. Điểm cho Sala 3-1. Điểm cho Sala 4-1. Bóng ra ngoài. Điểm cho Sala 5-1. Hà Nội hội ý. Điểm cho Sala 6-1. Bóng không qua lưới. Điểm cho Sala 7-1.
Điểm cho Ba Vì 27. Đưa bóng ra ngoài, điểm cho Sala 82. Điểm cho Salah 92. Điểm cho Ba Vì 39. Điểm cho Ba Vì 49. Cú đập bóng mạnh số 8 của Salah đã bị ăn. Thắng bóng tốt. Điểm cho Ba Vì 59. Liên tục Ba Vì lên điểm. Bóng ngoài. Điểm cho Ba Vì 69. Liên tục Ba Vì lên điểm. Cả bóng nhỏ. Điểm cho Salah 16. Điểm cho Ba Vì 80. Ba Vì đã rút gần tỷ số rồi, ngắn dần tỷ số. Tiếp tục Ba Vì ghi điểm. Bóng ra ngoài. Điểm cho Ba Vì 90. Điểm 9 của nhà thi đấu, xin mời các vận động viên chúng ta chưa thi đấu, chúng ta lên trên ghế khán đài giúp mình. Điểm cho Ba Vì 10 đều. Ba Vì đã rút ngắn tỷ số xuống còn 10 đều. Đó là thắng bằng tỷ số 10 đều. Ba Vì phản ánh càng hay. Trên sân số 3. Sân số 3 đội Nam là Bảo Tàng gặp Việt Hùng vào sân. Điểm cho Ba. Điểm cho Ba Vì 11-10. Ba Vì đã dẫn lên trước tỷ số rồi. Xin nhắc lại. Đã lội ngược dòng. Thi đấu tiếp theo. Nội dung Nam bảng B. Bảo Tàng gặp Việt Hùng vào sân số 3 thi đấu. Anh đang quay rồi. Ho thông báo sáng nay lên rồi. Alo, xin gọi lần thứ hai. Trận thi đấu của bảng B nội dung Nam, sân số 3 Bảo Tàng gặp Việt Hùng vào sân số 3. Yeah!
Em để ý chân em là chân số 3 đấy nhá. Bảo tàng Việt Hùng gặp nhau đấy. Nhắc qua chẳng quên nữa. Số đang là 12 đều. Sân số 4. Sân số 4 là câu lạc bộ Tình Bạn gặp Mỹ Đình chuẩn bị. Xin nhắc lại là sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu của bảng D. Nội dung nam bảng D. Ông ra ngoài. Tình Bạn điểm cho ba về. Chuẩn bị. 14 12. Điểm cho ba về 15-12. Ba vị đàn anh đánh càng hay. Bóng không qua lưới. Điểm cho Sala 13-15. Điểm cho ba về 16-13. Hội ý của sân. Ba vì rất là nhiều cầu thủ sinh khắn, rất cơi chuyển rất đẹp. Sân số 4 vừa thi đấu xong, xin mời các vận động viên chúng ta nhường lại sân để cho ban tổ chức trận thi đấu tiếp theo. Các vận động viên thi đấu bóng ra ngoài trên khán đài. Điểm cho Sala. Trước cửa 14-16. Hai tổ chức của nhà thi đấu. Điểm cho ba về 17-14. Số 24 ba vì phát bóng. Điểm cho ba về 18-14. Ba vì toàn là những cầu cây chuyển rất là xinh xắn. Trên sân số 2, nội dung của nữ bảng D, Sóc Sơn gặp Kinh Công 2 vào sân hai số bóng. 2 thi đấu. Đang hai bóng. Xin nhắc lại trên sân số 2, câu lạc bộ Sóc Sơn gặp Kinh Công 2 vào sân số 2 thi đấu. Thật chưa? Điểm cho ba vị. 19-15. Phát bóng 17 của ba vị. Điểm cho ba vị 21-15. Số 4 ba vị phát bóng. Điểm cho ba vì 22-15. Hello. Xin mời ở bảng trên sân số 1. Liên Trung gặp Vương Canh vào sân số 1 thi đấu. Xin nhắc lại là trên sân số 1 chuẩn bị. Liên Trung gặp Vương Canh chuẩn bị.
Bóng tốt, điểm cho Ba Vì 23-15. Điểm cho Salah 17-23. Điểm cho Ba Vì, bóng không qua nữa, điểm cho Salah 18-24. Bóng tốt, điểm cho Ba Vì 25-18. Xin nhắc lại các đồng chí trọng tài, các trọng tài chính là khi cầu thủ vào sân thì đề nghị làm thủ tục trận đấu ngay để đảm bảo thời gian cho ban tổ chức. Hiện nay là mật độ trận đấu còn rất là dài. Điểm cho Salah 19-26. Điểm cho Ba Vì 27-19. Điểm cho Salah 20-27. Điểm cho Salah 21-27. Bóng không qua. Điểm cho Ba Vì 28-21. Số 28 của Ba Vì phát bóng. Đưa bóng ra ngoài. Điểm cho Ba Vì 29-21. Hai bóng. Số 77 Ba Vì phát bóng. Số 5 là 30-21 vừa rồi Ba Vì.
điểm cho Sala 22-30. Ra ngoài. Điểm cho Sala 23-30. Liên tục Sala lên điểm. Kết thúc. Ba Vì đã thắng tỷ số 31-23. Cầu thủ Ba Vì đã thắng với tỷ số 31-23 trước Sala. Trên sân số 1